Trong chuyến đi công tác tại Đà Lạt, Master Kỳ và ekip đã có dịp đến thăm một người bạn đặc biệt, anh Dương Vĩ Văn, người gốc Đài Loan và đang sinh sống tại Đồng Nai. Được nuôi dưỡng đam mê sưu tầm ấm từ chủ xí nghiệp ở Đài Loan, hơn 20 năm qua, anh Vĩ Văn đã có cho mình cả một bộ sưu tập hàng trăm loại ấm trà khác nhau, đặc biệt là ấm Tử Sa. Cùng theo chân Master Kỳ và ekip để được chiêm ngưỡng những bộ ấm độc lạ này và lắng nghe câu chuyện đầy thú vị của nhà sưu tầm Dương Vĩ Văn. Chào tất cả mọi người, bây giờ chúng ta đã đến Định Quán. Bây giờ tôi có một người bạn rất là đặc biệt. Anh ta chơi ấm Tử Sa gần 20 năm và chúng tôi đã không gặp nhau cũng gần mười mấy năm rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến thăm anh Vĩ Văn, Dương Vĩ Văn, một nhà chơi ấm rất là nổi tiếng như vậy. Anh ẩn rồi, giờ tôi phải tìm ảnh đi. Thì chúng ta hãy cùng nhau đi tới nhà của anh. Chào các bạn bè, mọi người. Hôm nay là trên đoạn đường tới Đà Lạt để tham gia sự kiện ngày giỗ tổ ngành thơ ở XQ Sử Quán. Thì trên đường tới Định Quán thì ghé một người bạn, chúng tôi quen nhau hơn 10 năm rồi, là anh Vĩ Văn. Thì là một nhà sưu tập tượng và ấm Tử Sa rất là nhiều. Và đây là một cuộc hội ngộ tình cờ, tôi cũng là tạo sự bất ngờ cho ảnh, mà ảnh quá bất ngờ khi thấy là tôi mình tới đây. Và lên đây ảnh mời cái loại phổ nhĩ này gọi là phổ nhĩ sống. Cái phổ nhĩ này là 6 năm rồi, uống cực kỳ ngon và cực chất luôn. Đối với mình thì rất là nhiều chuyên gia về ấm Tử Sa, rồi nhiều người nói về trà, nói về ấm. Nhưng mà trong lòng mình mười mấy năm nay là mình chỉ có một người bạn duy nhất thôi, mà đối với mình là người đó kiến thức là lớn. Đối với người khác mình biết sao, nhưng đối với mình là sao? Anh đó là một cái kho tàng kiến thức rất là lớn về ấm Tử Sa. Và phần lớn gần như 90% những cái ấm của mình là từ mình được anh chia sẻ lại, san sẻ lại từ cách đây mười mấy năm rồi. Hôm nay tới Định Quán rất là hạnh phúc được gặp anh Văn đây. Đây là chính là anh Văn. Không quá bất ngờ. Không sao. Nè, hôm nay lên là sao mình lại thấy được những ấm này, những ấm đất cũ nữa. Đây là ấm rất là đẹp. Ấm này là nãy giờ đang năn nỉ ảnh, chắc anh cũng đồng ý rồi. Chắc cũng khó lắm, nhưng mà tại từ xưa giờ mình hay sưu tập cái ấm cũ ấy, mình không có chơi ấm mới. Giờ đây là ấm chai bí. Chất đoàn, ấm đoàn, ấm chất đoàn nè, đoàn nê, đây là ấm chế bí, này cũng ấm xưa, ấm cũ thôi mà là ấm xưa, ấm cũ, cũng vài chục năm rồi, thì cũng thập niên từ năm 90 lận, rất là lâu rồi. Này, cái ấm này lạ lắm nha, anh rất có thấy lắm, thường thường anh thấy là ấm chữ khác không, mà cái này là ấm chế táo, ấm chế táo, thật ra chất đất này giờ cũng rất là khó kiếm. Nhìn thấy trái táo không? Ấm trái táo cũng là ấm xưa, bây giờ là không còn sản xuất nhiều nữa, rất là đặc biệt. Đây là cái ấm người ta gọi là ấm hắc sa, hiếm thấy ở trên thị trường. Và anh này đã sưu tập cũng vài chục năm rồi, để tới ngày hôm nay. Còn đây là ấm trái lê, các bạn thấy không? Ấm trái lê rất là đẹp luôn. Do nó phong hóa do qua thời gian rất là nhiều, nên là lê cao, các bạn nhìn thấy không? Cái độ phong hóa làm cho lớp da của ấm nó bóng một cách rất là đặc biệt. Các bạn nhìn thấy không? Đây là những cái ấm khoảng những thập niên 1990, đây là ấm đất cũ. Nên do đó là nó có một cái lỗ khổng khí thôi,
là nhất khổng, là một lỗ nè. Phỏng là cách của người xưa. Và ở đây nó có cái chuyện, chuyện nó làm theo mỗi cái nó khác nhau. Dù cái chuyện này có những cái chữ, các bạn thấy không? Những chữ, cái chuyện này nó lại, mặc dù dáng ấm giống nhau nhưng mà cái chuyện con chuyện này khác nhau. Đây này gọi là lê luôn, gọi là lê cao, các bạn thấy không? Đây cũng là lê, gọi là lê thấp, hoàn toàn là đất cũ. Mà đất cũ thì bây giờ rất là khó. Nên có nhiều người chơi ấm, người ta chọn loại chất đất mới, hay là những ấm mới sau này, còn mình là chuyên về ấm cũ. Các bạn, ủa tại sao một cái ấm tới mấy triệu mà cái ấm ở ngoài sao nó rẻ quá vậy? Ví dụ chẳng hạn như là ấm ấm sứ, ấm pha lê, người ta uống trà. Nhưng mà ở đây nó không có những lỗ không khí để trà thấm vô đây. Nó tạo nên một cái vị rất là đặc biệt khi chúng ta pha trà. Còn đây là, này cũng là ấm lê nữa, nhưng mà lê thấp, này lê cao. Này là phỏng cổ, không phải đồ cổ. Còn ấm này rất là đặc biệt nha. Ấm này là super luôn. Ấm này là ấm Quán Thế Âm Bồ Tát, nên là có bài Bát Nhã Tâm Kinh. Đức này là Đức Chu đúng không? Đức Chu. Tôi nhìn ấm này tôi mê mẩn luôn, nhưng mà chỉ được ngắm thôi. Còn đây là cái này gọi là hạt mè, chén hạt mè, có nghĩa là khi mà chiếu ánh sáng rồi, đúng không ta? Phải chén hạt mè không đây chứ, chiếu ánh sáng rồi nó có lỗ thì ánh sáng này. Cái chén này chắc cũng lâu lắm, mày muốn lâu chưa? Cái phổ nhị sống nếu mình uống buổi tối có ngủ được không? Chắc cũng khó ngủ á, nghĩ khó ngủ, chỉ phổ nhị chính mới dễ ngủ thôi. Từ mỗi người. Nhưng mà do anh giờ đô cao uống cái trà nào cũng ngủ ngon hết đó. Ấm này cũng đẹp. Sao em chế lê nhiều quá nhỉ? Lê rất là nhiều luôn á. Cái dáng cao á thì thấy lê đẹp. Cái dáng lê. Cái này là thủ công hết đúng không? Đúng không em? Dạ. Này nhất khổng có một lỗ à? Ủa tại sao ngày xưa người ta làm có một lỗ không mà? Đúng rồi, ấm cổ mà hồi xưa ấm cổ là thường thích thi nhiều lỗ lắm. Thì sau này mới ấm nhiều lỗ, sau này mới ra. Anh thấy là lúc trước ngày xưa là tao uống mỗi người ấm nè, tao uống cho luôn nè. Đúng không? Đúng không? Ấm ai người ta tự uống gì chứ không ai rót ra ly. Những ấm tự xài gì. Những ấm tự dùng luôn người ta đó. Trên phim cũng ai thấy đó. Đúng rồi, cái trong phim nó cầm thì tao uống vậy nè. Nên giờ uống một cái ấm khác nè. Chén trà nó mặn như hổ phách nè. Đúng không? Ủa, càng lâu càng lên. Cái này nó lên men tự nhiên đúng không? Để nó tự lên men. Vậy là cái này họ đem về Đài Loan hay là họ chế biến ở bên đó luôn? Họ chế biến ở Đài Loan, chế biến ở Vân Nam xong rồi nhập về Đài Loan. Cái này là mới hơn đúng không? Dùng kiện là dùng kỹ. Để đây lại pha trà. Cái này là nước hai đúng không? Rồi, uống này luôn, uống lần nhiều ly vậy. Là mãn là đầy đủ. Phổ nhĩ bên anh uống nhiều mà. Đúng rồi, nhưng mà cái phổ nhĩ anh nó không có giống này lắm. Nó khác. Ví dụ như là hình như là phổ nhĩ, nó phổ nhĩ chính cũng có, mà phổ nhĩ sống cũng có. Phổ nhĩ anh, ví dụ như là, em uống trà Phúc Kiến nha, bạch trà Kim Châm Phúc Kiến á, nó cũng như bánh phụ nhĩ vậy đó, như người ta gọi là trà cổ thụ. Uống thì nó không có đậm, nó đặc như cái này, nó nhẹ rất là nhiều. Cái này uống hơi giống như trà xanh đó. Thực ra người uống trà lâu uống cái này sẽ rất là thích hơn là uống phụ nhĩ lên men hoàn toàn. Phụ nhĩ chính đâu có quen. Em biết lúc anh đi Trung Quốc á, anh tới mình nó có những cái bánh phụ nhĩ nó ghi tới 70-80 triệu luôn.
có kỳ vọng hơn nữa. Có kỳ, có cái bánh nó miếng như nè, người ta đề 130 mấy triệu, nhưng mà khi mình về Việt Nam mình nói máy tính á, chà gì mắc chứ vậy? Có kỳ vọng hơn nhiều. Nhưng mà cái vị nó rất là ngon, mình uống quen rồi mình thấy ngon, nhưng mà cái người mới tập uống trà tôi uống quen đâu, uống phổ nhĩ chín uống được, uống phổ nhĩ sống thì được. Nhưng mà phổ nhĩ sống em mốt nó lên nó cũng thành như là phổ nhĩ chín luôn đúng không? Nó dịu hơn đúng không? Wow. Cái này là màu mật ong nè, nhưng mà mật ong cái này đậm hơn. Thật ra thì tới đây chỉ uống trà đây thôi, không thể uống trà bên ngoài được, sáng thấy trà đá là sợ rồi. Mình uống quen nên trong túi anh cũng còn có cái túi trà nữa. Người trà cũng là mình mang theo chứ. Đúng rồi, trong nhưng mà anh tới tới Vương quốc trà nó cũng đem theo. Anh bỏ xe. Không còn cái nữa. Ấm này gọi là ấm gì ta? Ấm lục giác trình Phật chân. Ấm này là bốn vị thì cho hình cái nguyên mạng của nó là một cái hình chiếc cầu tròn. Gọi là ấm huyết cầu đúng không? Huyết cầu đúng không? Để ấm chiếc cầu rất là đẹp, đất chất chu, các bạn nhìn thấy không? Chu này chu mịn đó, cũng là ấm rất là xưa luôn, ấm cũ, bây giờ cũng không có còn nhiều nữa. Tên Trình Hậu Trình là tên cái nghệ nhân mà lúc nào mà làm sáng đó là ấm, kiểu ấm, cái kiểu lục giác này là sau đó là biến thể luôn. Ấm gì cũng là chọn chiều. Đây là cái ấm gọi là ấm tập ngọc, đây là những hoa văn của những viên ngọc xưa, những khối ngọc người ta làm rất là nhiều kiểu khối ngọc, đây là ấm tập ngọc, ấm này cũng là ấm rất là xưa, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hôm nay tôi mới biết được một điều, tôi chơi ấm cũng mười mấy năm rồi, một điều là anh Văn anh nói là ấm tử sa chỉ có ba dòng chính thôi. Thứ nhất là cái dòng trơn, có nghĩa là không có hoa văn gì cả. Cái dòng thứ hai là cái dòng đắp nổi, ví dụ đây là chính là đắp nổi đây, những hình ảnh đắp nổi đây. Và cái dòng thứ ba rất là đặc biệt là gì, đó là họ sẽ khắc những hình tượng ở đây, những cái hình ảnh đây, những câu chữ ở đây mang ý nghĩa cắt tường. Và ở đây là sao, tôi thấy cái ấm này sao rất là hay. Người quân tử lấy đức làm trọng, có nghĩa là đặt đức lên đầu tiên khi làm bất cứ việc gì. Nên do đó là chúng ta là chúng ta gieo suy nghĩ, gặt hành động, gieo hành động, gặt thói quen, gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận. Do đó sao, nếu như có cái ấm này trong tay thì chúng ta khi uống trà tôi nghĩ rằng chúng ta đặt đức lên đầu tiên. Và ở đây là có một hình rất là hay, nhìn thấy thư thái vô cùng luôn. Đó chính là thư đồng đang trăng trâu thổi sáo, một cái cảnh rất là bình an, và đó là ước mơ của mỗi con người. Được mệnh danh là sản phẩm trà cụ trên sự tuyệt đỉnh, ấm tử sa không còn là cái tên xa lạ đối với những người yêu thích trà đạo thế giới. Là loại ấm làm từ đá tử sa, chúng ta hay gọi là đất tử sa, chỉ có ở vùng Nghi Hưng thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Loại đất này được nung ở nhiệt độ cao nên được đánh giá là có tính an toàn cao và không tráng men. Đây là loại ấm chuyên dụng để pha trà vì công năng rất tốt. Trong đất, đá tử sa có nhiều khoáng chất và lượng thông khí li ti sẽ giúp cho hương trà thấm sâu vào ấm. Vì vậy khi thưởng trà, chúng ta chỉ nên dùng ấm cho một loại trà nhất định vì hương trà đã thẩm thấu vào ấm. Khi dùng chung ấm sẽ khiến trà ra nhiều mùi vị khác nhau. Ấm tử sa có kiểu dáng tinh tế, mang đậm phong cách nghệ thuật truyền thống. Khi dùng ấm tử sa giúp tăng hương vị của trà trong mỗi lần pha. Ngoài ra, khoáng chất trong ấm là một số thành phần hữu cơ có sẵn trong lá trà bất đắng. Nước trà từ đó sẽ dịu và đậm hương hơn. Điều đặc biệt của ấm tử sa là càng sử dụng bề mặt ấm càng sáng bóng, ấm sử dụng càng lâu thì giá trị càng cao. Cái này phải là tam tuế hàng không ta? Cái này là trái hồng á. Trái hồng chứ không phải tam tuế hàng, giống giống. Đây là trái hồng.
cuộc đời sẽ màu hồng khi chúng ta uống cái ấm trà trái hồng. Có nghĩa là hả, đây là một hình ảnh một trái hồng nha. Trái hồng rất là có hình sơn thủy đi nữa, có ông thần trại Lục Vũ nữa nè. Trúc sinh trúc đứng đầu đình, hồng sinh hồng đứng một mình cũng sinh. Cái ấm này cũng đẹp nè, ấm này là ấm trơn nhưng mà rất là đẹp. Các bạn thấy không, nhà đặt cái bình hồ lô này đem tới một sự rất là đặc biệt là sao? Ở trong phong thủy á, trong cái việc mà đặt cái vật á, để làm cho người ta có lòng tin rằng sẽ tốt hơn, có như là bình hồ lô tượng trưng sự bình an. Và bên cạnh đó thì bình hồ lô lại tượng trưng một việc là thuốc. Có nghĩa là cái quan điểm của người xưa là khi chúng ta treo cái bình hồ lô này trên cái giường bệnh á, thì sẽ đánh tan đi những cái tật ách bệnh tật. Đây là bình hồ lô đây các bạn. Và người Hoa họ hay treo cái này, hay trong phong thủy họ cũng hay treo cái này. Nhưng đó chỉ là phong thủy niềm tin thôi. Nó khoảng chừng 5-10%, nhưng nó lại giúp cho người ta vượt qua những cái khó khăn bởi vì niềm tin, lòng tin mình đặt vào cái điều này. Và người ta họ uống thuốc rồi họ tự chữa trị, cơ thể họ tự chữa lành. Và là cơ thể tự chữa lành khi có bình hồ lô này ở trong ngôi nhà của mình, nên là sẽ đem tới là tượng cho thuốc, tượng trưng cho sự bình an, tượng trưng cho sự điều trị. Cái đen của bình, cái bình hồ lô như thế này trong nhà mình nha các bạn. Và các bạn thấy không, khi mình tới đây thì mình tới một người bạn mà quen rất là lâu rồi. Và đây là lần đầu tiên tới nhà của ảnh thì bất ngờ thấy những cái ấm như thế này. Mình cảm thấy rằng là cái nơi để mình học hỏi và hiểu biết nhiều hơn về ấm tử sa. Có thể rằng đối với bạn thì có những người là chuyên gia, họ nói rất là nhiều về ấm tử sa. Nhưng mà mình cảm thấy rằng sao, mình đến đây để mình mở trái tim ra, mình nhận được nhiều kiến thức và mình hiểu rõ hơn nữa về ấm tử sa. Nên thật ra anh Vĩ Văn ảnh cũng thất thoát rất là nhiều ấm, không phải vậy đâu, ảnh rất là nhiều luôn nha. Ổng chia mình một phần đó đó, là mình đã thấy mình hạnh phúc rồi. Nói chi là anh chia hết, đang ngồi đây đang nghĩ anh chia hết. Nên chút xíu nữa là năn nỉ anh gom hết ấm, mấy ấm này lên về nhà. Rồi, cảm ơn mọi người. Hôm nay giới thiệu một cái điểm, một người bạn ở Định Quán có những cái ấm tử sa. Tại một nơi xa xôi như thế này mà vẫn có một người chơi ấm tử sa. Ảnh là thuộc về ở ẩn, hôm nay tôi bắt ảnh xuất hiện thôi, nên mọi người thông cảm anh không có phát biểu nha. Chứ anh phát biểu tôi cũng lắng nghe thôi. Cảm ơn mọi người đã xem chương trình ngày hôm nay.